Nếu ông thần hồn nát thần tính thì mày lĩnh đủ cả băng đạn rồi con ạ. Tác giả: cựu chiến binh Lê Sĩ Tuấn. Giọng đọc: Hải Yến. Hôm nay 26 tháng 4 là ngày giỗ thứ 45 của mình. Nếu như ngày ấy mình làm anh nuôi tại C bộ C2, tiểu đoàn 25 vận tải, sư đoàn 304. Trưa 26 tháng 4 năm 1975, sau bữa cơm, nhận lệnh chuẩn bị hành quân. Mọi người thu tăng võng, quân tư trang, riêng mình thêm một mớ nồi niêu song chảo, phân công đi cùng xe chở lương thực thực phẩm của tiểu đoàn do anh Trần Xuân Vận, quê Nghĩa Hưng, Nam Định, lái. Cùng đi với xe có anh Trần Xuân Yên, quê Hải Hậu, Nam Định, chính trị viên phó tiểu đoàn, anh Hạnh, quê Đông Sơn, Thanh Hóa, đại đội phó, đại đội 2, tiểu đoàn 25, anh Liễu, quê Vĩnh Phú, quản lý, anh Tường, y tá, quê Ninh Bình, cùng anh Sung, anh Liễu và anh Hùng, ba người này cùng quê Nghệ An, là truyền đạt và trợ lý hậu cần tiểu đoàn. 15 giờ chiều, chiếc xe GMC chở bọn mình xuất phát từ rừng Bằng Lăng, miền Bắc gọi là cây xăng lẻ, cửa ngõ phía Bắc tỉnh Long Khánh. Xe vừa chạy được vài km, ra đến đoạn đường cây lúp xúp thì bị lộ. Máy bay trinh sát của địch phát hiện vệt khói của đoàn xe chạy trước tạo nên. Chúng gọi máy bay ném bom đến, anh Hanh, anh Yên nhận định như vậy. Đúng thế, trên trời xuất hiện hai máy bay của địch bổ nhào ném bom. Một loạt bom nổ rất gần, khói bụi mù mịt, mảnh bom lia ràn rạt. Hai tai ù đặc, không gian như lặng đi. Một lúc sau đó, nghe những tiếng gọi ý ới, mình lồm cồm chui ra khỏi bụi cây, nhìn xung quanh thấy ba bốn người cũng đang chui ra từ các bụi cây khác ở hai bên vệ đường. Có tiếng anh Yên: "Anh em đâu hết cả rồi, khẩn trương tập trung sau xe." Mình ngước lên nhìn về phía trước, chiếc xe dừng cách chỗ bọn mình khoảng 15-20 mét, thành xe lỗ chỗ vết mảnh bom. Từ trong xe, anh Vận mở cửa nhảy xuống. Thì ra, lúc máy bay địch bổ nhào, theo phản xạ, mọi người đã lao ngay xuống hai bên đường, trong khi xe còn chưa kịp dừng lại. Tất cả chúng mình nhanh chóng tập hợp sau xe. Anh Yên hỏi: "Còn thiếu ai không? Kiểm tra xem có ai bị thương không?" Tất cả bọn mình lúc này mới hoàn hồn, mặt mũi nhem nhuốc, sờ sờ nắn nắn, kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không. Rất may, không ai việc gì, chỉ bị vài vết xước do bị gai cào. Trên trời, máy bay trinh sát vẫn lượn đi lượn lại. Anh Yên ra lệnh: "Các đồng chí khẩn trương lên xe, tiếp tục hành quân." Đi được một đoạn, mình thấy xe rẽ vào rừng cao su. Đi, rồi lại dừng. Dừng, rồi đi, rồi lại dừng. Cứ thế, nên tốc độ hành quân rất chậm chạp. Ngồi trên xe quan sát xung quanh, thấp thoáng những chiếc chiến xa đủ loại đang nép trong những cánh rừng cao su chờ xuất phát. Xe mình cứ chạy theo vết xe trước đã đi qua trong rừng cao su. Trời bắt đầu sập tối, bọn mình vẫn chưa đến được địa điểm tập kết của đơn vị. Trận oanh kích hồi chiều làm bay mất bảng chỉ dẫn hướng hành quân của đơn vị. Xe bọn mình bị lạc đội hình hành quân. Ở rừng, bóng tối ập xuống rất nhanh, xe mình buộc phải dừng, tìm chỗ nấp an toàn. Sáng mai sẽ tìm đường về đơn vị. Bóng tối buông xuống, muỗi nhiều kinh khủng. Trong khi đó, trên trời, chiếc máy bay trinh sát của địch vẫn lượn vòng, tìm kiếm mục tiêu không ngớt. Trong những âm thanh đều đều ấy, thỉnh thoảng mình lại nghe loạt âm thanh là lạ. Kịch kịch kịch, kịch kịch, kịch kịch, rồi hụ hụ từng tràng. Thấy mình ngơ ngác, anh Hạnh nói: "Đó là bọn UH1A đi xăm đấy." "Đi xăm là gì hả anh?" mình hỏi.
là loại máy bay trực thăng dùng súng đại liên chúc nòng xuống đất, nã đạn vào chỗ chúng nó nghi là có đối phương. Tốc độ bắn khoảng 2.000 phát phút, anh đáp. Tất cả chúng tôi lúc này đều chui xuống dưới gầm xe cho chắc. Nếu như không may bị xăm, sẽ không việc gì. Bụng tôi đói, tất cả đều đói. Mặc dù trên xe không thiếu đồ ăn, lương khô thì nhiều, có cả lương khô 702, loại dành cho cán bộ trung cao cấp. Vậy mà không thấy ai dám ăn, vì không có nước uống. Riêng mình, lính mới tò te nên ngu nhất, bóc một gói ra ăn ngấu nghiến. Nhưng chỉ nhai đến miếng thứ ba thì nghẹn tắc cổ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình rơi vào tình cảnh này. Đó là không có nước uống. Khát, khát đến khô nẻ môi, khô cứng cả họng. Tệ hơn nữa, lương khô còn mắc ở họng một ít. Nằm đuổi muỗi được một lúc, mọi người hạn chế không ai nói gì vì họng khô rát. Trên trời, máy bay trinh sát của địch vẫn quần thảo không ngừng nghỉ. Đèn dù chúng thả chiếu sáng cả một vùng trời. Trong anh em, có người đã thiêu thiêu ngủ sau một ngày hành quân mệt nhọc và căng thẳng. Bên cạnh, anh Vận thì đã ngáy khò khò. Anh Yên bảo, đúng là ăn như pháo thủ, ngủ như lái xe. Nằm thêm một lúc, mình chợt nhớ lúc chập choạng tối xe mình đã đi qua khu vực. Thấy một số đống gì đó phủ bạt kín, anh Liễu đoán là đơn vị xe tăng ém quân. Vì vậy, lúc này mình suy đoán, nếu là đơn vị xe tăng, ắt phải có nước. Cơn khát càng lúc càng làm cổ họng mình rát bỏng, mình không chịu được nữa. Và quyết định một mình âm thầm lọ mọ, lần mò, vừa đi vừa bò, ngược hướng hành quân lúc chiều, đi tìm nước. Bất chợt, lại một loạt âm thanh hụ, rồi rắc rắc, tiếng cành cây gãy. Bọn UH-1A phành phạch bay qua, xăm đạn bừa bãi. Mình nép vào gốc cao su, đợi bọn chúng bay qua, lại bò tiếp. Dễ phải đến hơn nửa giờ đồng hồ, vừa đi vừa bò. Cuối cùng, mình phát hiện ra phía trước một đống phủ bạt lù lù. Bò lại gần chút nữa thì đúng rồi, một chiếc xe tăng. Mình nhẹ nhàng bò tới gần chiếc xe hơn. Gần gầm xe có một anh lính đang ngủ rất ngon lành. Khẩu súng AK đặt vắt chéo qua ngực anh. Chần chừ quan sát một lúc, mình thấy gần đó có một chiếc thùng đại liên, loại thùng đựng đạn của Mỹ. Mình tiến lại tay lắc lắc. Nước, đúng là nước rồi, sướng rơn người. Định gọi anh lính kia dậy, nhưng nể quá. Lính trong chiến dịch mà có được giấc ngủ ngon như vậy thật là hiếm, nên mình quyết định không gọi. Sợ phiền giấc ngủ hiếm hoi này của anh, và đó cũng là hành vi ngu nhất của mình tại chiến trường. Mình ngồi dậy, túm cái lẫy mở nắp thùng. Một tiếng phịch phát ra. Nắp của loại thùng này rất kín. Tiếng bật nắp làm người lính kia giật mình. Ai? Một tiếng thét. Anh lính tăng ngồi chồm dậy, giương nòng khẩu AK chĩa thẳng về phía mình. Tôi! Mình đáp. Tôi là ai? Tôi là giải phóng. Mình lắp bắp, cuống líu cả lưỡi, trong khi chống ngực đập uỳnh uỳnh. Ở đâu đến? Đơn vị nào? Đoàn Khánh Sơn. Khánh Sơn là mật danh của đơn vị mình trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Lúc này mình thấy người lính tăng buông tay, khẩu AK trên tay anh rớt bịch xuống đất. Đến đây làm gì? Nhìn mặt mình qua ánh đèn dù, anh hỏi tiếp. Đi lính lâu chưa? Tháng 2 năm 75. Mình run run trả lời. Mày sao ngu thế con? Nếu ông thần hồn nát thần tính thì mày lĩnh đủ cả băng đạn rồi con ạ. Lúc này mới thấy giọng anh lính run run. Có lẽ anh ấy còn run hơn cả mình. Nói xong, anh chống hai tay ra đằng sau, ngồi ưỡn ngực lên, thở hổn hển. Em xin lỗi. Lỗi, đồ con lợn. Sao không gọi tao dậy? Mà sao lại đi một mình? Đào ngũ hả?
Không, em bị lạc đơn vị. Khát nước quá, em đi tìm nước. May may mà gặp mình lí nhí nói không ra lời. Anh lính lúc này chắc đã tĩnh tâm, lẳng lặng quẳng về phía mình cái bát B52 rồi bảo: "Thôi uống đi." Anh nói cộc lốc. Mình vục một bát nước, nốc một hơi cạn, xong chơi tiếp thêm một bát nữa, thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Qua ánh đèn dù, anh lính nhìn mình uống nước một cách ngon lành với ánh mắt thương cảm, giống như người anh nhìn thằng em tội nghiệp. "Xong chưa? Có đói không?" "Dạ không ạ, em cảm ơn anh." "Ơn huệ cái gì, lắm chuyện. Bây giờ sao? Ngủ lại đây với bọn tao, sáng mai về đơn vị chứ?" "Đoàn Khánh Sơn ém quân gần đây thôi, hai đơn vị chuẩn bị phối thuộc chiến đấu trong trận này." "Hay là chú mày muốn bùng?" "Dạ không ạ, bị lạc cùng với em còn có mấy người nữa anh ạ, đi cùng một xe có 8 anh em. Bây giờ anh cho em xin ít nước đem về cho anh em." "Ừ, lại thế nữa. Từ đây về chỗ xe có xa không?" "Dạ chắc không xa lắm." Lúc này có thêm 2-3 người lính nữa bỏ tới. Một người hỏi sẵn một câu: "Tân binh à, sao mà dại dột thế?" Nói xong, người này quẳng cho mình một thùng Đại Liên rỗng loại 4 lít. "San nước sang thùng này mang về cho anh em." Tôi cảm ơn những người lính tăng tốt bụng, rồi lần mò mang nước về cho anh em. Thật nực cười, lúc đi thì lâu thế, mà lúc về chỉ mất khoảng 10 phút, đoạn đường ước chừng khoảng 500 mét. Và một chuyện nữa lại xảy ra. Lúc mình đi tìm nước ở xe, mọi người không thấy mình đâu, bắt đầu đi tìm. Chắc bực mình lắm, vì mình là thằng lính trẻ nhất trong nhóm, mà tự nhiên lại thấy biến mất hút. Trên đường về gần đến nơi, nghe tiếng một người nói: "Tôi biết mà, dân thành thị, cái loại công tử, không chịu được khổ đâu, trước sau thì cũng bùng thôi." Nghe câu này, lúc đó mình đã tự ái vô cùng, nhưng cố nuốt giận, im lặng. Mình lặng lẽ về xe. Có nước rồi, mọi người lôi lương khô ra ăn chống đói lúc nửa đêm. Anh Vận là người vui vẻ nhất. Anh vỗ vai mình, nói: "Thằng cậu, thế mà được, cảm ơn cậu nhiều." Và sau đó là những câu chuyện tào lao trước khi ngủ tít lúc nào không biết. Sáng hôm sau, bọn mình tìm về được với đơn vị, nơi đang ém quân trong rừng tre Long Khánh, cách nơi mình ngủ tối hôm qua khoảng hơn chục cây số. Tại đây, toàn sư đoàn đang tập kết chuẩn bị cho trận đánh vào cửa ngõ cuối cùng phía đông Sài Gòn. Đó là căn cứ nước trong và trường sĩ quan thiết giáp của địch. Đập tan phòng tuyến này tạo bàn đạp cho đơn vị cùng các cánh quân phía đông tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Đúng 45 năm đã trôi qua, cũng vào đúng ngày này năm ấy, 26 tháng 4. Mình, một thằng lính mới tò te, chỉ qua huấn luyện sơ sơ, được bổ sung vào đơn vị tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, còn ngu ngơ và có thể nói là khờ dại, kỹ năng chiến trường không có. May sao đêm hôm đó, tại khu rừng cao su tỉnh Long Khánh, mình gặp được một anh lính bản lĩnh tuyệt vời, người lính xe tăng hôm ấy. Anh đã không bắn mình. Anh có quyền bắn mà không hề có lỗi gì, vì chính mình mới là người có lỗi. Còn nếu phân tích về bản năng, thì nếu như lúc đó anh cũng phản xạ như những người lính chiến trường khác, giật mình, anh bóp cò khẩu AK trên tay, thì chắc chắn ngày 26 tháng 4, tính theo dương lịch, đúng là ngày giỗ của mình hàng năm rồi. Anh là ai? Tên gì? Quê quán ở đâu? Mình không kịp hỏi. Chỉ biết anh là một chiến sĩ xe tăng thuộc lữ đoàn 203 quân đoàn 2 cùng quân đoàn với mình. Vậy thôi. Suốt 45 năm qua, cứ gần đến ngày 30 tháng 4, ngày thống nhất đất nước, ký ức về những ngày cuối cùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam lại tràn về. Nhất là thời khắc đêm 26 tháng 4 1975 ấy,
không bao giờ tôi có thể quên được. Tôi ước có một mối giao cảm đặc biệt nào đó khiến anh tình cờ nghe được câu chuyện này. Liệu anh có chợt nhớ lại trong chiến dịch Hồ Chí Minh chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng, anh đã gặp một thằng lính trẻ ngu ngơ, ngu như lợn. Là tôi không? Anh ạ, suốt đời tôi vẫn luôn khắc ghi sâu sắc ký ức này. Đêm 26 tháng 4, 2020. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.